Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta giải một cục Rubik ra, nó rất là phức tạp. Nó gần như là phức tạp nhất trong cái dòng QI lai tạp giữa đường skill. Đây, cái đường này. Đường skill. Bạn thấy không? Và đường QI. Khi sample đầu tiên vô thì các bạn xây đường kêu và xây QV. Ví dụ chỗ này đi, thấy không? Đây, chúng ta xây đường kêu. Rồi chúng ta bỏ cái đường rác bên đây, QV qua. Thì tự động nó sẽ xẻ những cái viên này ra. Những viên này, hai viên nhỏ này. Rồi về QV, hai, hai, hai cái miếng bự. Hai cái viên này nè. Hai cái viên này là đường kêu với QV. Bây giờ chúng ta muốn xẻ hai cái viên này ra. Rồi chúng ta làm y như là Cube Cutlet á của hãng Mifer á. Bây giờ đổi cái viên đỏ này nè, cái viên trắng này không. Hai viên nằm gần cái bên trên một mặt thì mình chuyển xuống đây. Cái này mình có review trong dòng QV á. Nằm đây. Rồi mình xây nè. Hơi khó nhìn chút. Đấy. Các bạn tự ghi công thức nha, cái này không có ghi công thức được. Nè, trả về. Cái dòng QV đặc thù của nó là không có ghi công thức được các bạn. Mình thấy viên trắng, viên đỏ đổi nhau này không? Đây. Đó là đổi là mình rainbow những cái viên này. Những cái viên nhỏ nhỏ này, tự động cái viên này nó sẽ đi theo. Nó sẽ dăng ra theo, thấy không? Sau đó mình đổi những viên này cũng vậy, cứ giữa đường kêu với đường QV thì sẽ đổi hai cái viên này, giống như nãy mình đổi viên xanh vậy đó. Sau đó chúng ta đổi những cái viên bên trong mới làm xong, thấy không? Còn về phá lởm chỏm á thì nó ra bằng vậy. Phá lởm chỏm á thì mình phá theo đầu tiên vô á là mình sẽ phá những cái viên này cho nó lởm chỏm ra, cho nó dinh lên. Ví dụ giờ mình muốn cho dinh cái viên này lên nè. Viên này nè không? Viên màu trắng á. Viên màu trắng mình cho nó nhổng lên không? Mình đưa xuống đây. Cái QV dưới, ngay cái đường ranh QV dưới không? Mình chuyển nó xuống. Xuống đây. Mình tém này lên lại. Để mình tạo đường xoay mà. Rồi mình chuyển qua bên này. Rồi mình xoay một tua trên cái mặt này không? Cho nó chạy một vòng vậy đó. Chạy một vòng, vòng trên vòng dưới cũng được. Nó cứ đi một vòng vậy là tự nhiên cái nó thổi lại, nó nhổng lên nè. Mình trả nó về phía phía bên này. Các bạn thấy nó dinh lên không? Đấy. Nó dinh lên, bây giờ mình mới tém cái này xuống. Đưa cái này xuống. Trả nó về. Nè, nó nhổng lên nè. Mình sẽ phá thêm một số ha. Cái này là mình phá sẵn để các bạn nhìn thấy đó. Chút xíu nữa mình nói. Tém này lên. Đưa nó qua bên này cho nó đi một vòng, rồi mình đưa nó lại. Cái cục này nó hay là những cái viên nó tách được hết các bạn, nó tách ra được hết bên này không. Mình đưa qua bên này thử có sao. Đó, nó nhổng lên mình đưa nó lên. Mình làm lộn bên này. Đại khái là gì các bạn không? Nó sẽ nhổng lên dày. Đây, viên này đi cho nó tiện. Nó bị dướng chỗ đó. Đây, viên màu vàng. Mình tém này lên. Chỗ này không? Mình đưa nó qua bên này. Mình cho nó chạy một vòng. Nó đụng đâu có cho nó chạy. Đây, nó nhổng lên nè. Mình đưa cái này xuống cái thanh này nè, mình trả nó về. Đây, gì nữa, tiếp tục mình phá cái viên này, viên màu xanh ha, viên màu xanh này, xanh dương. Mình đưa nó ngay đây, ngay cái đường ranh này các bạn, cái đường ranh chỗ này nó chạy được nè. Mình chuyển xuống, tém này lên,
chạy qua bên này, từ bên này chạy qua bên này, cho nó chạy một tour bên này. Đó, là nó sẽ nhóng lên vậy, thấy không? Nó rất là đơn giản chứ không có gì phức tạp đâu. Này, sau khi có một phá cái đường này rồi đó, nó nhổng lên vậy rồi đó, thì mình pha mình móc những cái này, những cái viên gốc này nè, cho nó thay thế với cái viên này, gốc này thay thế với viên màu xanh này không, làm vậy đưa cái viên màu xanh tới gốc này, màu xanh này đẩy nó qua, mình thay thế cái gốc này vô, mình đưa nó qua, tự động sẽ nhổng lên, nó nhổng lên gì nè. Tiếp tục bên màu trắng này, chút xíu nữa mình sẽ đưa những cái viên gốc này xuống lại cái hố này không, hố lũng này nè, thì mình cũng làm y vậy. Bây giờ viên trắng này mình thái với gốc này, thấy không, hai viên này thì mình bỏ xuống đây, dòng nó qua chỗ này, thế cái góc qua, đưa nó lên, đưa nó qua. À, những cái viên gốc nó sẽ chui lên trên. Rồi. Sau đó các bạn phá như là cu vi lõm chõm. Cu vi phá lõm chõm mình đưa lên một bên. Úp cái này qua. Gạt xuống thì nó ra cái lõm chõm. Các bạn sắp cu vi lõm chõm á, butterfly lõm chõm mà chuẩn xác á, thì bạn làm cái này rất là khỏe. Rồi chút xíu mình làm lên nè. Đẩy qua, xếp thành khối mà. Nằm vị trí nào bạn xếp cũng được. Rồi, viên này lên, viên này lõm chõm, còn hai cái viên này chút xíu mình phá đường kiêu nó sẽ ra cái đường hồi nãy mình làm thử. Nó lên gì nè, hai viên này cặp với hai cái viên bự nó cặp chung là đường kiêu. Cái đó sao ha, bây giờ mình phá lõm chõm nè. Một bên. Đưa qua. Đưa xuống. Nó làm chõm, thấy không? Cứ vậy. Chỗ nào được mình cứ làm. Mình làm nhiều, lúc đầu các bạn làm á, các bạn đừng nên làm nhiều, cái đường kêu mình xé đi nó cũng đừng có nhiều lắm, phải không, lượm chỏm lên những cái giống như cua butterfly nè. Mình nói trước cái đường kêu, cái đường kêu khi bạn đi hết cái này thì nó hình thành cả hai viên nó dính gì, còn khi các bạn đi 1/2 thôi đó, không, từ bên dưới này nè, viên trắng xanh này nè, mình đi 1/2 thôi, 1/2 đường kêu thì nó sẽ xé cái đường kêu này. Khi mà xé đường kêu này rồi, các bạn xoay hướng này qua đó thì nó không còn đi đường kêu bên này được nữa, đường kêu này nó kẹt cứ ngắt, mình chỉ đi được đúng một cái đường kêu thôi. À, mình nói trước để chút xíu phá lõm chõm để bạn nhìn không ra, rồi sau đó mình phá tiếp tục cái phá nãy giờ xong á, mình phá cái cu vi. Đây cu vi này, một bên nè, đưa qua nè, ấp xuống nè, một bên nè, đưa qua nè, ấp xuống, nó sẽ lõm chõm. Đưa lên nè, đưa qua nè, xếp lại. Tương tự cái này cũng vậy, mình cũng phá lõm chõm, mình ngay chỗ này nó cũng cu vi nè, nhưng mà tại nó mất cái góc này thôi nãy mình phá đó, đưa lên nè, đưa qua nè, xếp lại. Chỗ nào nó được được chút, cái quan trọng là các bạn nhìn vào vấn đề, còn làm các bạn phá nhiều ít thì nó cũng như đó đó, nó cũng bao nhiêu công thức á. Rồi sau khi phá lõm chõm giống như butterfly xong á thì các bạn phá tiếp là cái đường kêu, đường kêu này không, bạn phá ra cái đường kêu, các bạn nhìn hai bên nha, bên này với bên này thì các bạn đi nè 1/2 đường kêu, à, không thì cái này nó lệch đi, nhưng mà những cái bên đây nó vẫn còn, tại vì nó không có phá được bên này, nếu bạn xoay qua bên đây còn phá không được, sau này các bạn xếp chỗ này lại rồi bạn phá bên này chơi rành rồi đó. Đó, để các bạn phá tiếp tục. Sau khi phá đường kêu là coi như là phá xong cái rainbow, phải không, mình lên nè, xoay qua
xây đại chỗ nào cũng được ha. Cái này lõm chõm là phức tạp nhất ấy. Mình phá, mình chơi Rubik mình phá rất là lõm chõm, mà nhìn nó rất là ghê. Mình thấy nó lõm chõm đó. Bên đây có đường kêu nè, nhưng mà chỗ này nó kẹt, nó còn còn chạy được nè. Các bạn có thể phá tiếp bên kêu này được cũng được nữa nè, nhưng mà mình phá một đường kêu thôi để bạn nhìn ra vấn đề. Chứ còn nếu mà phá nhiều quá đó, các bạn nhìn không có ra. Các bạn phá một đường kêu xong, các bạn có thể canh phá tiếp một đường kêu nữa. Các bạn phá hoài thì sẽ banh ra tùm lum hết. Nhưng mà quy tắc cũng vậy, cứ tìm một cái đường kêu nào làm được, xếp lại. Sau đó coi hai bên, nhìn hai bên coi nó cân đối với nhau, có hình thành cái mặt giống gì không. Rồi mà cu vi, chỗ này có thể là nó bị dướng. Rồi mình quay cái đầu mình chuyển lại. Nè, đem bồ lên xong, nó gì đấy. Mình làm ít ít để các bạn nhìn thấy vấn đề, cách làm. Còn sau này các bạn phá thêm để cho nó lu sơ bu ra, nó lõm chõm. Mình chơi cục này mình phá rất là căng thẳng, nhưng mà giờ phá căng thẳng các bạn nhìn vô nhìn không ra vấn đề, nó lu bu lắm. Hello, chúng ta tiếp tục. Thì bắt đầu khi mà vô á, bây giờ phá cái này là không có lõm chõm lắm đâu các bạn. Có thể sau này mình sẽ, các bạn sẽ phá lõm chõm thêm hai ba cái đường kêu này nè, rồi butter line, cái dạng butter line các bạn cũng phá lõm chõm ra rất nhiều ha. Đó. Còn cái này á, mình phá một cái cho nó đơn giản đi. Hồi nãy mình làm đầu tiên vô, mình lúc mình đưa những cái viên gốc lên hoặc là phá cái này, những viên này nó dinh lên á, các bạn nhìn thấy á, mình làm để sẵn hai cái viên này lớn này nè, hai cái viên nhỏ hồi nãy để các bạn nhìn thấy trước đầu tiên mình có khái niệm như thế nào là phá đường kêu 1/2. Đây. Nó bị dinh lên vậy đó, là trên cái đường kêu nó bị chạy đó. Mình tìm cái nào mà nó nhiều nhiều á, cái này có một cái này không, mình cứ tìm vòng vòng cái đường kêu ha. Cái đường kêu nó quan trọng lắm, các bạn không lấy lại đường kêu là khó làm lắm. Một cái đường nó chạy thẳng từ bên đây qua bên kia. Này nó dướng nè. Xếp lại. Xếp bên này xây được. Bên này. Xếp lại cái từ từ. Sau này các bạn mà chơi rành, các bạn phá, bạn nhìn thấy ghê lắm. Này một cái đường kêu. Một cái đường kêu nó chạy thẳng không? Từ bên này nó qua bên đây luôn. Rồi mình tìm phải cái đường kêu này của nó không? Nếu mà ít á, nếu mà phá ít á, đây nè, cái đường kêu này là của nó nè. Cái đường kêu này là mình mới phá nè. Thì hai cái viên hồi nãy mình để lúc đầu tiên vô á, các bạn nhìn thấy khái niệm, hai viên này là những cái viên mà phá nó lõm chõm ra nè. Nó trên cái đường kêu á. Mình tìm phải đường kêu, đúng rồi. Rồi, đây nữa nè. Rồi. Bắt đầu mình xoay. Mình xoay mình nhìn bên này. Coi những cái mặt này nè. Nó có những cái mặt nó bằng bằng nhau vậy nè. Lúc đầu mình xếp lại, mình sẽ thấy những cái mặt nó bằng bằng nhau. Bắt đầu mình xây đường kêu nha. Mình coi nó có bằng không. Mà không bằng mình chọn đường kêu khác. Rồi. Xây này thử có được không? Rồi. Các bạn thấy không? Nếu mình xếp này lại, hai cái đường này nó sẽ bằng với cái này, cái đường này, cái cụm này nó sẽ bằng với cụm bên này. Mình nhìn hai bên nha, nhìn hai bên coi nó bằng không, đúng vị trí đó không, chứ không đúng vị trí bên này nó nhỏng lên, nó không phải ra cái mặt cu vi, nó nhỏng lên vậy nè, đâu phải cái mặt cu vi, đâu phải mặt này. Mình làm sao mình xếp làm sao cho nó bằng lại, coi coi nó bằng lại. Cái khúc này lúc đầu bằng căng thẳng lắm nè. Rồi sau khi nó bằng lại vậy thì các bạn mới xếp hai cái viên này nè, hai cái viên nhỏ nó đang nằm kiểu không có đúng nè, thành ra hai cái viên giống vậy. Mình xếp nha, bằng kéo xuống, có thể nó nằm bên trên, mình xoay 180 độ qua, trả về, cứ được viên nào làm viên đó nha. Rồi, các bạn thấy cái mặt nó bằng không? Đó. Nó bằng gì mà chưa chắc đâu, mình phải coi bên đây nó bằng nữa nè. Rồi được hai mặt không?
hai mặt cu vi giống vậy, bốn cái cạnh nằm trình tự. Này mình coi đường kia tiếp tục, cái này nó cũng bằng nè. Cái này cũng bằng nè, nhưng mà cái đường kiêu này, hai cái viên này nó nằm không có đúng. Mình coi bên đây, hai bên, nhìn hai bên nha. Đó, các bạn thấy không? Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đúng bằng, nhưng mà bây giờ phải xếp lại cho nó giống như thế này. Có thể nó nằm bên dưới, không? Có thể là bên trên, mình xếp lại thôi. Xếp đây. Nè, nó dinh lên nè, là không đúng á. Không đúng hai viên này, không đúng nè. Chả gì. À, mình xoay 180 độ qua. Chả về xoay lại. Chả về. Đúng mặt nào hay mặt đó nha. Rồi. Mình nhìn đó. Hai bên nha. Nhìn hai bên nha. Bên này. Với bên này. Là cái bốn cái viên này nó đúng nè. Ở đây. Cũng đúng rồi. Chỗ này không đúng nè. Chỗ này không đúng nè. Bạn nhìn thấy cái vị trí nó đúng không? Đây đây, đúng. Bây giờ mình đưa lên. Nếu mình đưa lên nó đúng luôn là không phải. Chỗ này đúng nè. Xoay 180 độ lại. Trả về. Này, thành cái mặt bên đây không? 1, 2, 3, 4. Xoay qua gì là nó đúng nè. Nó đúng bốn cái mặt nè. Rồi. Nếu bạn nhìn hai bên còn thấy bốn cái vị trí này nó đều đều nhau mà nó nhõng lên gì á, mà nó xây được là ok rồi đó. Xây được nè. Rồi xong. Bạn nhìn kỹ không? Đây là kỹ. Để coi rất là rõ ràng. Đâu đó. Một mặt nè. Bốn cái viên này nó nằm đúng vị trí. Xây đường kiêu nhìn hai bên. Còn nó đúng chiều không? Nó đúng cái giống giống gì không? Cái này là mình phá một đường kiêu, còn nếu hai đường kiêu bạn chỉnh rất là cực. Cũng cái quy tắc y vậy, cũng kéo hai bên coi bốn cái này nó nằm đúng chỗ không, mà nó đúng chỗ nè. Cái này nó đúng chỗ nhưng mà nó dày, rồi mình phải tìm cách mình xây lại. Xây từ từ thấy không? Cái này mà phá lõm chõm ra nhiều nó ghê gớm lắm. Nên là đặt mạnh ghê. Rồi. Bây giờ sau khi xếp xong các mặt nhìn vô bốn cái này nó ok nè, ok hết, nhìn ok hết, thì các bạn chỉnh lại những cái chỗ nào nó, cái chỗ này cũng khó đó nha, những cái chỗ nào mà nó bị như vậy nè, hai viên, viên này với viên này nó dinh lên, nó xếp cặp lúc đầu mình để cho các bạn thấy khái niệm, bởi vì nó rất là khó. Nó nhìn vô nó không có hình dung được vấn đề ngay chỗ này, tại sao hai viên nó vậy, là do đi đường kiêu, do đi đường kiêu nó bị nửa đường kiêu á. Bây giờ mình tìm hai viên giống giống vậy nhưng mà viên viên nhỏ. Đây, từ từ nghe, đây hai viên nhỏ, hai viên lớn, các bạn để gần nhau y như cu vi nha, nhưng mà có điều nó lõm chõm thôi. Để gần nhau giống vậy. Chặn nha. Hai viên lớn, hai viên nhỏ. Bên này. Hai viên lớn. Bắt đầu làm nha. Bạn xây cái này qua bên này. Xây cu vi. Xây bằng nè. Bốn cái mặt nó bằng nhau là xây cu vi. Bạn đưa qua bên này. Nghe hai viên to. Bạn xây 1/2 đường kiêu. Rồi. Hai cái viên này á. Nó dinh lên vậy không? Bạn xoay qua bên này. Ngay chỗ cái đường thẳng của hai viên nhỏ nè. Bạn xoay qua. Ngay đây. Bạn đưa cái này lên thay cái chỗ này. Không có công thức nha. Toàn là thay chỗ này chỗ kia không đó. Trả về đây. 1/2 đường kiêu. Trả 1/2 đường kiêu về. Rồi. Được một viên. Nhìn kỹ nha, cứ chậm chậm nhìn. Tiếp tục. Để tìm tiếp. Đây, hai viên. Hai viên nhỏ. Hai viên nhỏ. Cứ quy tắc làm cũng như đó thôi các bạn.
Còn mình hai viên lớn nè. Bây giờ mình để hai viên nhỏ, hai viên lớn nằm nhau, gần nhau vị trí. Chung chỗ. Mình đây mình coi có viên nhỏ nào không? Đây viên nhỏ. Đưa lên. Nó khó nghe, chứ không phải dễ đâu các bạn. Hai viên lớn này, tìm hai viên nhỏ để chỗ này. Tìm hai viên nhỏ nghe. Hai viên nào cũng được các bạn. Chậm chậm nghe. Các bạn chơi cái này nó dễ đó. Chứ bạn chơi nhầm cái twin đó. Bạn phá lẫm chỏm ra nhiều quá đó. Nó rất là mệt cho các bạn. Đây, nó nằm đây. Bây giờ mình đổi qua đây. Thì cái viên này phải đổi qua chỗ này. Mình muốn đổi viên xanh với viên đỏ này. Xem 180 độ bên đây. 180 độ bên đây. Lên bên này. Up bên này. Đẩy qua. Trả về. Đổi hai viên này. Tương tự như vậy. Hai cái viên nhỏ này. Bây giờ mình đổi vị trí để nó nằm gần chỗ này ha. Thì muốn nằm gần chỗ này thì nó phải qua bên này. Nằm gần chỗ nào quên mất tiêu rồi. Đổi vị trí hai cái viên này qua bên này. Nó không phải khó đâu các bạn, mà tại vì khó hình dung thôi. Đây nè. Mình đổi vị trí hai viên này. Để cái viên nhỏ này nằm kế bên cái viên bự bên đây không? Chậm nha. Không có gì phải vội nha. Mình dời hai viên này đi. Cho nó chết chứ đi chỗ khác để mình làm hai cái viên này. Viên này đưa qua bên đây nha. Rất là khó. Viên nhỏ này qua bên này. Up bên này. Đào bên này. Đưa nó qua. Rồi. Hai cái viên bự này đưa lên. Tìm hai viên bự nữa. Đây mình làm chậm chậm một chút xíu để các bạn nhìn thấy bây giờ này không? Viên này nó xuống đây không được. Đẩy cái viên này qua. Rất là khó nghe, không phải dễ đâu nghe. Nằm đây, đưa viên này xuống. Bây giờ đổi hai cái viên này. Mình phải đổi nhiều thứ, nhiều chỗ cho các bạn nhìn á. Đổi cái viên này qua bên này. Tại vì nó nằm ở tư thế kỳ đúng không các bạn? Mà không quen cái nó nhảy tùm lum hết trơn á. Rất khó ha. Bên này. Rồi. Nằm đây không? Tìm hai cái viên nhỏ này lại. Dễ lạc lắm ha. Cái viên nhỏ đây. Nằm đây không? Nó chạy tứ phía đấy. Nó rất là khó chịu cho các bạn. Bây giờ bên đây không, nằm bên vị trí bên này. Khó ha. Hai cái viên nhỏ nó chạy không có nhìn ra vấn đề. Đổi hai cái viên này không. Đổi vị trí hai cái này. Đổi nhiều lần để bạn nhìn nè. Đưa vào bên này. Up bên này. Khó chịu ha. Đưa lên đây. Tìm lại hai viên lớn. Đưa lên đây. Khâu này là các bạn rất là mệt đấy. Này, hai viên nằm vậy.
một phần hai đường kiêu, không chuyển hai cái viên, để hai viên này bên đây chứ, để hai viên này qua đây, chuyển qua bên này cho nó ngay đường kiêu nè, thế hai viên nhỏ lên, đẩy ngược lại bên này, trả một phần hai đường kiêu về. Nhìn kỹ không, rất là khó đó. Hai viên nhỏ này bây giờ mình làm nhanh cho nó xong luôn đi. Hai viên nhỏ này tìm hai viên bự để ngay vị trí này, viên nhỏ đây, vị trí viên lớn bên này. Các bạn làm ngược lại cũng được nhưng mà mình không thích, mình làm cho các bạn nhìn thấy vấn đề chứ không có gì phải nhanh gọn rồi trả viên này về với viên kia lắm, nhìn không ra. Công trình đã chỉ rất là kỹ rồi. Hai viên này làm đây không? Thì mình đưa lên. À, đổi viên này qua bên này, đổi viên này nè qua bên này rồi móc lên đây y như butterfly mà nó nằm ở vị trí khó chịu. Rồi hai viên nằm kế bên, bên đây là một phần hai đường kiêu, nhớ đẩy hai này xuống, khó không? Dặn rất là khó. Bữa mình làm cái twin đó, nó cũng giống cái cục này mà mình dặn nó xúc ra rất là dữ dội. Hai viên này nằm bên này, thấy không, kẹt tùm lum á. Hai viên này rồi, một phần hai đường kiêu ngay chỗ này, đưa qua ngay vị trí của em này, nó thẳng hàng nhau. Đem em này là thay thế, chuyển cục này qua ngay đây, trả một phần hai đường kiêu về. Rồi kiểm tra lại, không còn hai viên lớn nhỏ nằm song song nữa, ok không? Rồi để em về. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì tới bước này là chúng ta xếp lởm chởm butterfly. Thì cứ canh tư thế mà xếp, nhưng mà nó lõm chõm ra, nó lồi tùm lum góc nhìn khó. Chỉ là phải nhìn những cái cạnh này nè cho nó bằng lại, cụm ha, trong đó là cụm chứ không phải là cạnh nữa. Xếp lại cho nó không có lõm chõm theo butterfly. Rồi bây giờ mình tìm cái thế nào cho nó. Hai cái thế này á, là nó vô nè. Mình sẽ chỉ từng thế không? Thế này. Hai cái viên nó xỉa qua hai bên. Đó. Bây giờ mình đưa lên. Các bạn chơi lởm chởm butterfly rành á, thì các bạn sẽ có khái niệm rất là tốt về cái này. Xếp vô đây. Đẩy cái này lên. Xếp lại. Ok. Hai cái viên này á, nó cũng lởm chởm kiểu butterfly. Chơi cái này rành nghe, nhớ nhớ ha. Đó vậy đó, một bên chứ, một bên bạn nhìn thấy nè, hai viên này có một viên vô được thì mình cứ xếp vô. À đây, hai viên nó chỉ ra thì mình cũng xếp vô được nè, mình lựa thế mình xếp. Đừng có quan trọng viên gốc, chút xíu mình xếp sau. Đưa lên cái chỗ này, nó có cái 3DT căng thẳng lắm nha, chỗ này nha. Đưa qua đây. Hướng này chơi bằng như thế nè. Dừng này. Xếp vô. Rồi, cái này. Tìm một hai cái viên nó nằm xỉu hai bên, hoặc là nó nằm trong cái tư thế mà làm được butterfly á. Đây, cái này. Với cái này. Nhìn kỹ không? Rất là kỳ nha. Đưa này lên. Này. Đưa cái này qua xếp bằng lại. Đưa cái này lên xếp bằng lại. Đây. Hai viên này. Còn lại ba viên. Mình coi cái thế nào mà nó xếp được vô á, một viên á, mình cứ xếp, đừng có nên nóng vội mà xếp. Đây. Hai cái bên nằm hai bên. Xỉa qua, xỉa thẳng bên này. Xếp thẳng bên này, xếp lại.
Nó này nghe, bên này nè nghe. Chỗ này xếp bằng. Đưa cái này lên. Xếp bằng. Trả về. Rồi tiếp tục hai cái này nó nằm dính nhau, tách nó ra. Một bên đây. Còn cái nào không các bạn? Cái này nữa. Hai bên xỉa ra. Khó chịu không? Nó xỉa ra nhưng mà nó nói vậy đó, nó xỉa ra cái đầu chui vô này. Cứ canh bạn coi từ từ, bạn coi cái thế. Khó chịu lắm. Xếp này bằng. Đưa cái này lên. Xếp bằng. Rồi. Hết rồi đó. Còn một cái nó chỉa ra giống vậy. Cái nãy đó. Đây. Còn lẻ ăn cái. Nếu mà nó không có viên gốc này, nó hai viên này á, mà viên gốc này nó không có cũng là viên lẻ. Thì bạn áp dụng hồi nãy mà mình làm hai cái viên đôi nó song song á. Bây giờ mình làm nha. 1 phần 2 đường kiêu. Để mình giải quyết cái parity này nè. Đẩy cái này qua. Để mình tạo hai 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 cặp song song. Để nó qua ngay đây. Đổi cái viên này lên. Trả về 1 phần 2 đường kiêu. Trả về. Còn này không? Một cặp đó. Là do mình nói phía dưới lên nó không có đúng. Nó không có đúng chiều. Mình nói sao một hai đường kêu nó dính lên á. Cứ từ từ nha, chỗ này các bạn cũng rối xương nó gì lắm nè. Một phần hai đường kêu. Khó chịu. Này nó mệt lắm các bạn. Sở hướng này không? Chỗ này mình hơi quên quên rồi đó. Nè. Nó vô cái cặp đôi này không? Qua bên này. Làm lại nha. Để cái viên này trên này. Đây, nó dính lên. Hên quá nó văng viên gốc đi, các bạn nhìn thấy nó. Có viên gốc thì làm y chang giống vậy. 1 phần 2 đường kêu. Nó có cặp đôi nè. Đưa cái này qua bên này. Y như hồi nãy mình làm, mình xếp cặp đôi song song vậy đó. Chuyển cái này lên. Này, đẩy này qua 1 phần 2 đường kêu. Trả về. Có chịu nghe không? Này. Một cặp. Hai cặp. Lòi ra thêm cái cặp này đó. Ừ. Rất là kỳ không? Bây giờ mình để hai cặp này song song nè. Chuyển cặp này xuống dưới. Khó chịu lắm các bạn. Bạn nào mà chơi được cục này là giỏi dữ lắm nghe. Mình không phải nói mình. Rồi. Thử nha. Không được mình làm lại. Trở lên đây. Chỗ này mình hơi rối rối đó. Trả về. Còn 1, 2. Ok rồi đó. Còn lại hai cái. Giờ nó là vị trí gần nhau. Cứ từ từ nha. Rồi. Chỗ này á, bứt rứt dữ lắm, trong Rubik nó có những cục Rubik những chỗ làm mình bứt rứt để như thế này. Đây là những chỗ giống vậy, giống như là bữa mình giải chúng đi công vậy đó, nó có những chỗ rất là bứt rứt. Vượt qua được là ok đó.
Cuộc sống cũng vậy các bạn, nó có những lúc mình làm cho mình rất là mệt mỏi, mình vượt qua được chỗ đó là ok, trả về một hai đừng kêu. Ok, à lòi chòi lẩm chẩm để xử lý xong, xem kỹ không. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. À, công đoạn giải lẩm chẩm. Rồi bây giờ chúng ta đưa những cái cục này, những cái góc này xuống, góc bự nó lồi lên nè, đưa xuống cái lỗ này, vị trí là chỗ này, đưa xuống chỗ này. Cu vi là không ghi được công thức nha, các bạn tự ghi diễn tả theo ý của mình. Đưa cái này nè xuống vị trí này, ngay cái góc này, thấy không, dặn nó qua, đổi hàng này với nhau, chán về, xếp xuống. Rồi. Một cái góc này sẽ thay với cái viên này, viên lẫm trong này. Với góc này, đưa cái này xuống ngay cái chỗ này, ngay góc không, trả cái này qua đây, đưa này qua đây, thay thế hai viên này, đưa trả về. Ok, này thay với cái này, viên bự này thay viên góc trắng này, đưa qua bên này. Tiếp tục, lúc này mình sẽ tìm một cái lõm nào để chỗ này, kệ không, nằm thục bên trong này, kè nó xuống đây, đưa nó bên này, đổi với nhau, đưa qua, kệ cái này, kiếm cái góc đã vô, kè xuống, đưa qua đây, trả về. Còn cái này, lõm này. Rồi, cái thấy không? Viên này, này. Rồi xuống này. Đẩy qua bên này. Đổi hai góc này. Ok. Xong, thêm một công đoạn nữa. Tiếp tục bây giờ chúng ta đè những cái viên này xuống. Hồi nãy mình có nói cái công thức á, để các bạn làm nó dính lên. Bây giờ mình đè nó xuống. Cái viên này, viên màu xanh lá này nè. Để vậy. Đưa xuống đây. Ngay cái đường xoay được QV này. Xoay nó xuống. Tém em này lại. Đưa nó qua mặt bên này. Cho nó chạy một tô, không? Hồi nãy nói rồi. Cho nó chạy một tô bên cái mặt nào đó. Mặt nào cũng được các bạn. Đưa nó qua. Chưa bằng nè nha, nó chưa bằng nè. Bạn nhìn thấy nó còn dính lên á. Trả về, làm thêm một tô nữa. Trả về. Bằng nè, nó bằng nè không. Bây giờ mới ép này xuống. Ngay ngắn. Trả này về. Ok, một viên. Viên này. Để vậy. Chỗ này, đường xuống cu vi, ngay cu vi nè, đưa xuống này, tém này lên, quên chỗ này không, đẩy này lên, lại tiếp tục, nó dính ra hơi nhiều quá. Cứ từ từ các bạn, đưa cái quay chạy một vòng, chưa được nè, cho nó chạy một vòng nữa, rồi thế vô. Viên này chém vô,
đầu các bạn khỏi phá cái miếng này cũng được. Tự động nó sẽ dinh ra mà nó ít hơn. Rồi. Cứ vậy ha. Rồi mình xếp lại. Mình nhìn thấy không? Cứ xếp lại trình tự từ từ. Đưa xuống đây. Quy. Nó nhiều quá, mình muốn xếp trên kia luôn cho mình tự xếp. Gói quay clip nó dài. Mình làm thêm một hai cái nữa cho các bạn nhìn thấy. Rồi. Cứ vậy xếp lại mấy cái này là nó sẽ bằng lại thành một cái khối đẹp vuông luôn, giống như lúc đầu mình đưa vô vậy đó. Rồi bắt đầu mình làm tiếp tục, mình xếp lại các viên. Rồi vậy các bạn thấy không? Cứ từ từ ha. Dù viên này làm đây, mà mình làm luôn đi, rồi mình giải thích thêm một số cái, mình tóm tắt cái dòng cái chỗ này lại luôn. Cho nó đẹp, dễ nói chuyện. Cái này xuống. Rồi. Bằng này, nó bằng lại thành một cái miếng. Thì mình tóm tắt lại. Đầu tiên các bạn phá bằng QV skill cho các viên nó tẻ ra hết. Xong các bạn đổi hai viên này. Chút xíu nữa mình làm mình xếp lại mình cũng sẽ đổi. Lúc nãy mình chỉ rồi đó. Đổi hai viên này. Trong dòng QV mình cũng có review làm của hãng Mayfair đó, có một cái viên giống có hai cái viên cắt bên trong. Sau đó các bạn phá lởm chởm ra. Phá lởm chởm ra những cái góc này. Hồi nãy có làm rồi. Đúng không? Sau đó các bạn làm một hai đường kêu, phá butterfly line giống vậy. Xong rồi làm một hai đường kêu. Lưu ý là 1/2 đường kêu, khi mình cứ tìm được đường kêu á thì mình xoay làm sao á, nhìn hai mặt bên này. Làm sao nó nhìn nó cân đối nhau, nó ra cái mặt phẳng giống vậy nè. Bốn cái thanh này nó phải nằm ngay ngắn với nhau. Nó chưa ngay thì các bạn xây từ từ các bạn làm. Giai đoạn đầu á, phá ra nó các bạn đừng có phá nhiều quá. Phá một đường kêu thôi, làm cho nó quen. Sau đó phá hai đường kêu. Cái động tác mình nó thuần thục, các bạn phá quá nhiều á, mình sẽ rối dữ lắm. Mình chơi cục này mình phá rất là căng thẳng. Nhưng mà mới vô thì nó luôn sẽ bu, cục này nó luôn sẽ bu. Rồi vậy không? Xếp xong cái này chúng ta sẽ xử lý những cái viên này xếp lại trình tự. Rồi. Chút nữa chúng ta tiếp tục. Hello. Chúng ta tiếp tục. Thì tới đây là thấy khỏe rồi. Cái bài cốp ta lớn. Một cục rubik rất là phức tạp. Tới đây thì chúng ta sẽ làm một số cái nó đơn giản hơn. Là làm hai cái viên này. Nhưng mà nó có parity. Hai cái viên nhỏ nhỏ chút chút này ha. Nhìn kỹ các bạn ha. Thì mình tìm một cái viên trắng để chỗ này. Đúng không? Để chỗ này để mình coi cái cam này nó nằm bên hướng nào không? Trắng cam. Số cùng đây nè, trắng cam thì bên đây xanh. Bên đây màu xanh, trắng xanh có sẵn không? Mình tìm viên trắng xanh. Từ từ các bạn thấy không? Đây. Nó rất là lộn xộn, mình nhìn nhiều khi nó phức tạp lắm các bạn. Trắng cam, trắng xanh là bên này. Viên này, cái đường kêu nó đi á, là từ bên này qua tới bên này. Là bằng cái canh. Nếu hai mặt cầm nhau, phải đập bẻ đường kêu. Nó phức tạp. Mình chút xíu mình sẽ bẻ một số cái không. Từ đây, trắng xanh nè không. Viên trắng xanh đây. Để đưa viên trắng xanh này. Mình sẽ để hai viên nó đối đầu nhau giống như 4x4 vậy đó. Một viên này trên đường kêu nè. Hai viên trên đường kêu, bằng nhìn nha. Trên đường kêu nè. Nó nằm thẳng trên cái đường kêu. Tư thế quay phim nó khó các bạn. Đó. Giờ mình đẩy nha. Mình đẩy mình phải giữ hai viên này. Đẩy nè. Viên này, trắng xanh này nó sẽ đẩy viên trắng xanh này.
đẩy qua, đảo lại thì viên trắng xanh nó qua bên này rồi mình trả về. Ở đây thì trắng xanh nó nằm sao cũng được, nên nó đảo ở đây cũng được, nó nằm lình nép vô nó úp gì cũng được, rồi mình đảo lại nè, trắng xanh xuyên ra đây trắng đỏ, nó đối diện nhau mà, bên đây cam thì bên đây đỏ, trắng đỏ ha, mình tìm viên trắng đỏ. Các bạn qua khâu này là cái khâu xếp xếp lại mà nó không có lởm chởm, nó dễ đi. Cái khâu này là khâu khó nhất, khâu sau thì nó đơn giản không có gì hết trơn. Đây trắng đỏ đây. Nó nằm tuốt ở đây. Lên đây. Cái đường kêu nó đi không có lên tới được. Nên là bạn phải chuyển tới một cái tư thế nào đó mà nó đi được. Để coi tư thế nào để các bạn thuận được không. Trắng đỏ. Trắng đỏ lên đây. Trắng đỏ qua đây. Để mình bẻ được một lần thôi, chứ bẻ hai ba lần các bạn rối dữ lắm nghe. Trắng đỏ đây. Bây giờ mình bẻ viên trắng đỏ qua vị trí này đi. Vị trí này chưa làm nè. Đây. Trắng đỏ mình bẻ lên đây ha. Mình cho nó lên vị trí gần gần, nằm gần á. Lên đây. Mình né nó qua. Mình trả về. Cái lúc nào cũng vậy, chưa có rác bên đây các bạn cũng quen cái trả về. Bạn không trả về, bạn quen, bạn nói à, không sao, là nó mất chút xíu, còn làm cái động tác không có thuần thục á, là nó mất mấy cái viên này. Nhà trắng đỏ nằm đây, đưa lên đây, không? Bây giờ mình làm nha. Mình sẽ đi như trắng đỏ này qua cái vị trí kêu đi được là nằm chỗ này. Được qua. Không cần biết có rác hay không, bẻ qua. Nó đến đây, né ngoài. Trả đường kêu về. Mình thì về chỉ đồ bích, mình không thích múa lửa. Múa lửa mà các bạn làm không được, cũng mệt lắm. Nhảy vô làm ào, coi chứng tỏ mình làm được là không có hay. Mình làm chậm, từng bước một, sau này các bạn nâng cấp lên. Ngay cả cái Rambo cái này mình cũng khuyến cáo các bạn Rambo ít thôi. Nó là cục khó. Rambo nhiều quá làm không nổi, nó mệt lắm. Nó mệt người chứ không có gì chứ. Đây, trắng đỏ nằm đây, đẩy nhau nha. Đẩy lên. Trắng đỏ đây. Đưa nó qua. Trả về. Nếu mà cái nào mình làm nhanh quá, các bạn chỉnh tốc độ lại chút xíu. Trả về nè. Nó hơi cứng cứng chút, cái tư thế nó hơi khó chịu chút. Trả về. Ok. Trắng xanh, trắng đỏ. Đưa lên. Rồi, bây giờ đây là trắng xanh, thì đây trắng xanh dương, tìm viên trắng xanh dương, mình cứ lết lết từ từ nó tới các bạn, không có gì phải vội. Đây nè, trắng xanh dương qua đây một là một cái đường kêu, thấy không? Mình đưa qua luôn, đây trắng xanh dương nha, mình đưa qua đây, mình bẻ cái cu vi lại, đây, bẻ cu vi lại, đưa xuống, ok, kiểm tra lại. Trắng cam, trắng xanh, trắng đỏ vẫn giữ. Tìm một viên trắng xanh khác. Trắng đỏ. Đây. Đây là một đường cu vi nè. Từ đây lên đây là một cái cu vi, một cái kêu nó đi nè. Để hai viên đẩy nhau. Trắng xanh này chơi một đường kêu đẩy nhau. Nhìn không? Trắng xanh. Trắng xanh. Đẩy ngang. Y như 4x4. Đẩy lên, né khu vi qua, đây, trả em nó về, ok, y 4x4, đây, xong cái mặt trắng, kiểm tra cái góc lại, cam nằm bên này, xanh nằm bên này, nếu chưa có bạn môi cái góc lên như là butterfly đó, môi lên, tìm, đây, butterfly đây, nó mình môi cái viên này lên, nó nằm bên dưới thì mình môi nó lên, y như butterfly thôi. Mình moi nó lên, nếu nó chưa lên được mình xây một tua dưới đây. Rồi, tiếp tục. Cái này cam xanh lá. Mình tìm viên cam xanh lá không? Đây. Cam xanh lá bắt đầu khó rồi nè. Chuyển hai viên nằm kế nhau nè. Nó không nằm trên một đường cu vi, một đường kêu. Mình phải bẻ nè, bắt đầu bẻ nè. Viên này đi. Cam xanh lá nó sẽ đưa vô đây.
hai mặt nè, cam nè, xanh lá nè. Cái khâu này hơi khó một chút các bạn. Mình đưa chỗ nào nó trống trống một chút. Mình đưa qua bên này, từ bên này. Từ bên này nó mới đưa xuống. Nó khó nhìn không? Từ từ không? Mặt trắng đây. Cam xanh lá chỗ này. Bẻ đường kiêu. Cam xanh lá đây, đây. Bẻ đường kiêu sao các bạn thuận đây nè. Hơi khó một chút ha. Bây giờ bẻ nó hơi khó nha, chuẩn bị bẻ hơi khó nha. Đưa cái viên này lên đây, lên chỗ trắng xanh nè. Rồi bẻ từ trắng xanh xuống đây. Nó nằm gần nhau nè, bây giờ bẻ nha, viên này nha. Bẻ lên đây, đưa đường kiêu lên. Nó nằm đây. Bây giờ bẻ xuống đây nè. Móc nó qua. Móc nó xuống luôn. Rồi. Trả nó về cho nó nằm lại, giữ nó lại để mình trả đường kiêu về đó. Trả đường kiêu đây. Trả cái đường kiêu đây. Chút xíu nữa mình phải bẻ luôn cái này nữa. Thì mình phải nhớ đường mình quay lại. Nó giữ được 4 viên trắng nè. Rồi, còn viên này cũng tiếp tục giống vậy. Viên này sẽ đưa lên đây. Đẩy cái viên này thì mình chỉnh lại cái thế đẩy không. Chút xíu nó lên đây nó sẽ đẩy cái viên này nè. Nè, viên này không. Đẩy nó lên. Nằm ngay đây. Bẻ nó xuống chỗ này. Nhưng mà mình phải né nó qua để móc cái đường kiêu lại, trả cái đường kiêu lại, né nó qua đây. Trả cái đường kiêu về. Bên đây, trả nó về. Khó không? Lúc đầu bạn sẽ nhìn rất là khó đó. Rồi. Ok, ok. Cam, xanh. Tiếp tục. À, xanh, xanh dương, cam. Ở đây nó có một viên rồi, mình tìm một viên mình bỏ đây. Đây. Viên này nó sẽ đưa qua tuốt bên này nè. Khó chịu không? Nên mình coi cái đường kiêu nó đi được không. Này, đưa viên này vô đây. Chỗ này còn rác nè. Mình đưa nó vô đây trước đi. Gần gần nhau đi. Đưa nó lên đây. Trả nó về. Mặt vàng lắm bạn. Trả nó về. Thì nó nằm chỗ này. Bây giờ hai viên nằm gần nhau nè. Mình bẻ nè nha. Bẻ đường kiêu nào cho nó vô đi được nè. Bẻ qua đây không được. Bẻ qua đây không được. Bẻ qua chỗ này. Đây nè. Từ cái viên này bẻ xuống mặt này. Từ mặt này bẻ lên đây. Khó nha. Viên này. Nhưng mình phải canh cái viên này để đẩy được nè. Không? Viên này nè. Viên này. Viên cam xanh dương này. Nó sẽ xuống đây. Và nó đẩy cái viên này luôn. Mình phải khỏi bẻ mặt này. Đưa nó xuống nè. Xuống đây. Đẩy cái thằng này. Đẩy này nè. Đẩy nó đi. Né thằng này qua. Đẩy ngược về. Chỗ này. Trả về. Ok. Mặt trắng ok. Cam xanh la xanh dương. Cam xanh lá ok. Bây giờ tới cam đỏ với xanh lá. Đỏ xanh lá đây. Bẻ nha. Bẻ lên đây. Từ bên đây đẻ đường kiêu xuống. Mình canh đường kiêu. Nó đi theo đường kiêu mà hai cái này gần nhau. Nó chỉ 1 phần 2 thôi. Đây nè. Đỏ cam nè. Đỏ xanh lá. Mình để đây nó đâu có vô được. Nó mất đường kiêu. Từ đây mình bẻ lên đây. Mình canh nha. Mình canh sao mình đừng có phải bẻ lần 2 á. Lúc đầu nó hơi gắt rối chút nè. Viên này. Lên đây. Từ nay chui xuống đây. Xuống đây. Khâu này khó nha. Trả nó về. Trả thằng này về luôn. Ok. Chẳng ok không? Này. À, đỏ xanh dương. Đây. Chỗ này thì thuận quá. Trên đường kiêu nè. Từ đây qua đây là nửa đường kiêu. Từ đây qua đây là một đường kiêu. Mình lấy viên này. Mình đẩy viên này luôn. Nếu chưa có mình bẻ lại.
đẩy nó đi, nếu qua một bên đẩy xuống. Ok, xong. Đỏ xanh xanh lá này, đỏ xanh dương này, đỏ xanh lá, kiếm viên đỏ xanh lá đâu à, gần quá, thuận quá nè. Trên đường kiêu, viên này, viên này trên đường kiêu, đẩy nghe, đẩy nó lên, móc nó qua, đẩy nó xuống đây. Rồi này kiểm tra lại. Xanh lá đỏ ok, xanh lá cam ok, này ok, này ok, ấp xuống. Vàng, vàng xanh lá có rồi, bây giờ tìm cái vàng xanh lá, cái nào thuận mình làm nghe, không có gì phải quan trọng cái chỗ này. Vàng đỏ, vàng đỏ nằm gần nè, vàng đó nè, vàng đó nè, bắt đầu bẻ đường kêu nha. Bẻ qua bên này, từ bên này có đường kêu xuống đây, giờ bẻ nghe. Canh, bẻ viên này lên đây á, thì nó nằm chỗ này, đỏ xanh đỏ đỏ vàng nó lên đây, nó nằm chỗ này, từ bên này nó đẩy qua nó không được, mình phải bẻ cái này trước. Rồi bẻ ngang, chỗ này khó ngang bằng không, đỏ vàng nè, này hai viên này làm rồi, cẩn thận chút, bẻ nó lên đây, đỏ vàng, từ bên đây đẩy cái thằng này, hai viên giống nhau, đẩy nó đi, né nó qua, trả nó về đây, trả về luôn. Bây giờ bạn trả về nha, chỗ này canh kỹ nha, bạn nhìn kỹ nha. Ok, trả chỗ này ok, nếu mà nó trả chỗ này không về ok á là do lúc này mình có bẻ chỗ này nữa, phải kìm lại, cứ từ từ chậm chậm tìm. Ok, đỏ ok nè, đỏ vàng ok nè. Hai dương này nằm gần nè, dễ nè. Vàng xanh dương, vàng xanh dương nằm gần. Bây giờ mình bẻ đường kêu qua bên này, từ đường kêu bên này đẩy cái này gì, để viên này, để cái này qua đây, thì viên này nó sẽ lưu đây, từ đây nó sẽ đẩy cái viên này, bẻ nó qua đây, để nghe. Vàng, vàng xanh dương, đây, xem lại nha, vàng xanh dương bẻ qua đây, vàng đỏ, vàng xanh dương, vàng xanh dương bẻ qua bên nó hơi rối rối đó, bẻ qua bên này, từ bên này đạp viên này, vàng xanh dương này các bạn, vàng xanh dương nằm đây chứ, mình hơi rối rối đó, từ đây bẻ xuống đây, từ đây bẻ lên đây, vàng xanh dương nằm đây nè, này vàng cam chứ, vàng đỏ, vàng xanh dương, vàng xanh dương nằm đây, vàng xanh dương nằm bên này lận. Rồi mình tìm viên khác, vàng cam nằm đây nè, bẻ dễ hơn, ngồi đây, đẩy qua đây, vàng cam nằm chỗ này, đẩy cái viên vàng cam đi, y như cái động tác hồi nãy, trả nó về, né nó qua một bên chứ. Vàng cam, đây trả về nè nha, cẩn thận chỗ này nha. Chỗ này mình không có bẻ, thành ra mình trả về nó im. Còn nếu chỗ này mình bẻ phải cẩn thận, khi mình trả về nó hai viên nó không khớp nhau á. Y như trả những cái động tác khác mình hay nói đó. Không khớp thì mình cứ từ từ mình nghiên cứu. Vàng đỏ, vàng cam ok, bây giờ vàng xanh nè, vàng xanh nè, vàng xanh dương, bẻ với vàng xanh dương, giờ mình tìm cái đường kêu nha, hơi khó chịu chỗ này nghe không, vàng cam xuống đây không được, vàng cam qua đây không được, vàng cam qua bên này, vàng xanh lá nè, mình bẻ qua bên này, từ bên này mình bẻ lên đây, hai mặt nó đối diện nhau nha, cẩn thận nha. Vàng xanh xanh dương, vàng xanh lá mình bẻ lên chỗ này, từ chỗ này mình đẩy thằng viên này thì làm được luôn. Đúng không, bắt đầu bẻ nha, bẻ này không,
lên này, vàng xanh dương xanh lá, đẩy cái viên vàng xanh lá này đi, móc còn lại lại giữ nó, trả nó về đây, đẩy cái này về. Ok, xong. Cẩn thận. Đây, các viên này ok. Ok. Lộn rồi nè, thấy không? Đó, thấy không? Đỏ ok nè. Xanh lá, hai viên này nó lộn nhau nè. Đẩy ngược lại một lần nữa. Đẩy cái này xuống bên này. Viên này nè, viên này nè. Mình đẩy lên đây, từ lên đây mình đẩy lên đây. Mình đổi đổi hai mặt nha. Lên đây, hên quá có những cái động tác này mình rất là thích. Để các bạn nhìn thêm một lần nữa đó. Trả về. Cái gì cũng vậy các bạn, cuộc sống cái gì cũng vậy. Rồi tiếp tục. À, vàng vàng xanh dương đẩy ngược lại bên đây một lần nữa. Vàng xanh dương đây, đẩy xuống đây, từ đây đẩy đến đây, vàng xanh dương đẩy xuống chỗ này, đẩy vàng xanh dương chỗ này để nó đẩy chút xíu nó mình khỏi rối chỗ này nó nhức đầu ha. Vàng xanh dương đẩy lên đây, vàng xanh dương đẩy viên này cho nó giữ vàng xanh dương lại, bẻ nó qua, trả nó về, trả này về coi nó có về hay không ha. Ok, nó về. Đổi hai mặt nhau, tìm một cái đường kiêu giao nhau. Còn nếu không có đường kiêu giao á, thì mình phải chuyển nó gần gần chút xíu, bẻ hai ba lần gì đó tùy các bạn. Nhưng mà quy tắc là vậy. Hai viên này đẩy nhau, rồi quay cu vi. Trả nó về thì viên này nó giữ lại. Rồi. Khúc này á, chút xíu mình giải tiếp thì nó sẽ có ba đôi ti, các bạn giải y chang vậy lại. Rồi. Ok, à, chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta làm cái viên này, đúng không? Cái viên này để thành một cái cụm, à, cụm cạnh đó không? À, chúng ta lật trên này, không? Chúng ta coi, có cái viên màu xanh xanh dương nó nằm nữa, nó chui vô đây không? Bên này, không? Lật lên này, coi đây, nó có một cái viên xanh dương đây, mình có thể thay xuống cái viên xanh dương này, thì cái công thức này á, nó sẽ đi, nó thay viên từ viên này xuống viên này, từ viên này nó xuống viên dưới, từ viên dưới này nó sẽ lên trên này, rồi mình né, mình tránh, rồi mình thế, rồi mình đệm này nọ đủ kiểu hết để nó chạy ba viên giống vậy. Thì công thức nó như vậy nè. Chỗ này có viên là nó có rồi. Nếu mà viên xanh nó nhảy xuống đây thì mất cái viên cắn này. Mình coi hai bên. Bên này. Không, rồi bên dưới. Cui kêu qua dưới. Để mình đệm vô đây. Một cái viên rác hoặc cái viên nào làm sao mà viên xanh nó nhảy xuống nó dính luôn á. Tìm đây nè. Viên xanh này nó sẽ nhảy xuống đây, mình đem cái này qua, mình đưa cái cu vi này qua, mình đưa cái skill này qua. Bạn thấy không? Nhìn kỹ không? Viên xanh này nó sẽ đi xuống đây. Nó trùng với cái viên xanh này và viên xanh này nó trùng xuống đây, khi mình trả về bên này thì nó đúng luôn. Viên trắng này nó lên đây nó đúng viên này, không đúng thì là càng tốt, mà nó không đúng thì thôi. Nó đúng hai viên được rồi, đúng một viên cũng được. À, công thức là vậy. Nói lại nha. Viên này nó xuống chỗ này, chỗ này nó xuống dưới này, chỗ này nó sẽ lên chỗ này. Mình làm nha, công thức nha, các bạn ghi lại nha. Nè, nói cái công thức quay cũng khó. Xuống từ đây xuống đây, xuống lên, lên, nắm cái cu vi này xoay qua một bên. Rồi, hồi nãy mình làm xuống xuống lên bên này, bây giờ mình làm xuống xuống lên bên này.
xuống, xuống, lên, lên, nắm cái cu vi này xoay lại. Rồi, chúng ta thấy rất là rõ không? Ba vi nó đổi nhau. Bây giờ mình trả cái này về thì bên đây nó đúng luôn nè, trả về. Nhớ nha, phải cu vi chỗ này mình xoay hai lần mới được. Làm xuống xuống lên bên này, xong rồi quay cái cu vi, làm xuống xuống lên bên này, quay cu vi lại, thì nó mới đúng cái vị trí mà mình mới trả về đúng hai viên nè. Hồi nãy cái viên này đúng mình néo bằng bên chứ. Tiếp tục tìm, giờ này viên trắng tìm trên này, trắng trắng không có, xe bên này trắng trắng không có, không sao, để đây. Vàng không có, xanh không có luôn, này viên cam đây, nó có viên cam này, đưa qua viên cam. Bây giờ mình đưa viên cam xuống đây thì nó mất cái viên vàng này, mà viên trắng này nó sẽ thế xuống chỗ trắng nào được, mình sẽ tìm không, tìm hai bên đây, còn thấy không, viên trắng này mình đưa viên trắng này qua, viên trắng này nhảy xuống này cũng đúng, viên cam này nhảy xuống đây cũng đúng, viên xanh này nhảy lên đây cũng đúng hay không, kệ nó. Rồi làm nha, xuống, xuống, lên, lên, xoay cu vi, làm xuống xuống lên bên này, ngược lại, xuống, xuống, lên, lên, xây trả cu vi lại, mới trả cái đường kêu này về. Nhớ cu vi hai lần nha, bạn làm một lần á là bạn trả vậy nó không có đúng cái viên này. Ok, nhìn kỹ không, rất là kỹ. Cái này là thao tác, cái thao tác hồi nãy đó mình làm hai cái viên này, sau mình làm cái viên này là cái thao tác làm cái cụm này chút xíu, bạn giải cái 3DT mà nếu nó cái góc này không đúng á thì bạn chỉnh lại cũng y như cái hai cái thao tác mình mới trình bày xong vậy đó. Nhìn kỹ nha, làm gì nhìn rất là kỹ. Ừ, có một vị giáo sư nói giảng cho học sinh hóa học, thì ông mới lấy một cái hai ngón tay, ông lấy ngón tay ông chấm vô cái dung dịch axit ông ta liếm đó. Về bài học về quan sát, ông nói hôm nay học bài học về quan sát, làm hóa học phải quan sát rất là kỹ, nó nổ cháy làm sao. Ông mới lấy cái tay, ông mới nói vòng 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 hồi học sinh nó quên. Ông mới lấy một cái ngón tay, ông chỉ vô một dung dịch axit nhẹ, ông ta liếm. Ừ. Ông ta nói là axit không có độc. Sau cùng á, thì mới nói về bài học về quan sát, thì ông ta chấm ngón tay xuống á, là chấm có một một ngón tay, ví dụ ngón tay này đi, chấm xuống. Nhưng ông ta liếm liếm ngón tay này. Rất là cẩn thận, làm gì cũng quan sát rất là kỹ. Mình biết rất là nhiều bạn coi tutorial, coi bụp cái rất là lẹ, coi công thức xong rồi làm. Không có gì bỏ thời gian ra coi, coi kỹ cái động tác xong mình làm. Tiếp tục. Vàng. Chỗ này có viên cam nè, tìm cho đây viên cam. Không có, cứ tìm. Mà viên đỏ. Đây có viên đỏ, móc lên. Viên đỏ đây. Xuống đây. Tìm một cái viên đệm đây. Hai bên. Hai hai cái này. Dưới đây có đệm nè, viên xanh này xuống, bật cái viên xanh này xuống, đưa cái viên xanh này lên, để viên xanh nó xuống này đúng luôn không, viên đỏ, viên đỏ đây xuống này đúng, viên xanh xuống này đúng, viên trắng lên đây đúng, cậy nó không sao. Hồi nãy mình làm xuống xuống lên bên này, giờ mình làm xuống lên bên này không, nhìn nha, xuống, xuống, lên, lên, xoay cu vi. Bây giờ làm ngược lại bên này, xuống, xuống, lên, lên. Nhiều bạn sẽ quên khúc này, xoay cu vi, trả về nè, bùm, ở đây đúng luôn, ở đây đúng rồi. Tiếp tục, viên xanh, đây có viên xanh. Viên xanh này xuống đây,
Ở đây là cũng có viên viên, viên làm rồi, phải kiếm viên rác đệm vô. Viên trắng. Cái này viên trắng nhảy xuống đây cũng được, còn nhảy lên cũng được, nhưng mà mình tìm viên trắng coi nó có không. Hai bên. Cái đường kè gì đó, đường skill á. Cái này viên này không 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 có gì bình thường. Thì viên này nó xuống viên xanh lá này xuống viên xanh lá, viên trắng này, viên trắng này vẫn giữ nguyên. Xuống. Xuống. Lên. Lên, xây cu vi làm bên này. Ngược lại, xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây cu vi, không có trả kêu gì cũng mới xây nữa. Cho động tác nó quen. Tiếp tục. Viên đỏ trên đây có không? Đây, có viên đỏ lật qua. Viên đỏ xuống đây, viên xanh xuống đây, đúng luôn. Viên xanh này nó xuống đây đúng nè, viên trắng này nhảy lên đây đúng hay không cởi nó. Nào ha, bên này ngược lại nè. Xuống. Xuống. Lên. Lên, xây cu vi làm ngược bên này. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây cu vi lại cho nó quen cái động tác. Vàng. Bên này có không? Không. Cứ từ từ. Cam. Không. Xanh. Không. Bên này bắt đầu nó kẹt hay không? Cam này. Bật qua. Cam này nó sẽ xuống chỗ này. Nó đẩy viên vàng xuống đây. Viên xanh nó lên đây. Mình tìm cái viên khác mình đệm vô. Đây có viên vàng nè. Đây nè. Viên rác chứ. Viên cam này nó xuống đây. Viên cây vàng xuống đây. Viên vàng lên đây lại. Đúng là viên trên đây. Bạn thấy đó. Chút xíu mình trả về thì trả bên đây. Thì nó đúng bên này. À, nghe. Là bên này nghe. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây cu vi. Làm ngược lại. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây cu vi. Bây giờ trả nè. Trả cái viên như lên đây lại. Đúng. Đúng. Không. Rồi coi tiếp tục. Viên xanh. Xanh không có bên này. Bên này. Không có luôn. Không có hay không? À, viên cam. Viên vàng. Cứ tìm các bạn, không có gì phải lo. À, đây nè. Viên xanh này xuống đây được. Viên xanh xuống đây lát. Viên trắng lên đây. Đúng. Cứ tìm ha, đừng có suy nghĩ gì nhiều nha. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Quay qua. Làm ngược bên này. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây cu vi. Đúng viên này. Đúng viên này. Viên vàng. Không có. Viên vàng bên đây có không? Không có luôn. Viên xanh, viên vàng này không có. Còn cái nào nữa không? Viên đỏ. Cứ từ từ. Viên xanh. Này, viên đỏ nè. Viên cam này xuống đây. Mình coi có cái nào không? Không có không? Tiếp tục. Nó sẽ rối cho các bạn một chút xíu mà không sao. Bắt đầu nó hơi dính dướng rồi. Viên đỏ này
Xanh. Cứ tìm thấy không? Viên cam này đây. Mình tìm viên cam này coi. Viên đỏ này không? Mình qua bên này. Thì viên vàng nó xuống đây. Viên cam nó có lên đâu được không? Mình tìm viên xanh coi. Tìm nghe, không có gì phải không? Viên đỏ mình cũng hơi rối rối đấy, rối tại vì nó khó chứ không gì bạn. Giãn một chút là ok. Viên xanh, mình tìm viên xanh nha, coi nó có cái thế gì để đưa nó vô không. Có thể bạn ngồi gần nửa tiếng đồng hồ cũng không làm ra được nữa. Viên viên xanh này, viên xanh này đưa xuống đây, móc nó lên. Viên này, viên này, viên đỏ cũng đúng rồi. Viên bên này sai không? Khó không? Mình thấy không? Quên xíu là mất. Này, để suy nghĩ. Xanh. Viên vàng xuống đây. Viên xanh. Viên đỏ. Thêm một cái viên đỏ. Viên đó nằm đây nó lại kẹt không? Đẩy cái viên vàng này lên. Mình chuyển cái viên cam này qua bên này đi. Mày tính tiếp. Không, hai viên vàng này cũng đổi nhau không sao. Xuống. Rồi, tiếp tục viên xanh. Hai chục phút các bạn, rất là rắc rối. Chẳng có gì rắc rối hết, từ từ. Viên vàng xuống đây, viên này lên đây, viên cam, kiếm viên cam để chỗ này. Hai cái viên này nằm gần, nó kẹt chỗ đó. Viên cam. Viên cam này có thể lên đây được, còn tìm viên rác bỏ vô đây. Rất là mệt. Viên này cũng là viên rác nè các bạn. Này, viên này cũng là viên rác. Giờ mình đưa cái này lên trước đi. Mình đưa cái này lên. Đưa cái này lên thì nó mất cái viên này không ta?
Rất là căng thẳng nha, chỗ này rất căng thẳng nha. Viên này là viên rác nè các bạn. Viên vàng này là viên rác nè. Đây. Viên đỏ này xuống đây. Lấy cái viên vàng này qua. Đó. Bắt đầu rất là căng thẳng nha. Thế cái viên rác này vô. Nhớ móc cái viên rác này qua rồi quay cu vi nha. Qua bên này. Rồi quay cu vi mới trả về bên trên lên đây được. Rất là căng thẳng. Làm hai lần. Thì cái viên cam này sẽ đúng. Viên cam xuống đây. Lên đây. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Quay cu vi. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xoay cu vi. Trả cái này về đây. Đúng cái này. Xoay cái cu vi này. Bắt đầu trả phía trên lên. Trả phía trên này nè. Hên xui. Ok. Còn viên đỏ. Này viên cam này đúng các bạn. Đây chứ. Chỗ nào không biết nhưng mà đúng rồi đó. Xanh. Rất là mệt. Một cái động tác phức tạp ha. Còn viên xanh. Hay viên này. Nằm tư thế cũng khó chịu này nè. À, còn một viên vàng. Một viên vàng. Với lại một viên đỏ. Viên vàng nằm đây. Ok luôn. Viên vàng xuống đây. Viên xanh này sẽ phá viên xanh này. Tìm viên xanh đệm vô. Viên xanh này đệm vô nha. Đây. Viên vàng xuống đây. Viên xanh xuống đây. Viên xanh lên đây lại. Nào nha. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xoay cu vi. Làm ngược lại. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xoay cu vi. Trả này về trước. Bên này có trả không? Không. Còn viên xanh viên đỏ. Hai viên này nè. Nằm kế bên. Bây giờ mình đưa viên đỏ lên đây là làm được. Ok luôn rồi đó. Viên xanh với viên cam chứ. Làm viên này trước đi. Viên đỏ xuống đây. Nó đẩy viên xanh lên đây lại. Cái chỗ này là viên xanh nè. Đúng không? Ok. Làm chỗ này trước đi không? Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xoay cu vi. Làm ngược lại bên này. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xoay cu vi. Trả đường kêu này vào. Ok. Đúng luôn như này. Còn viên cam. Tìm viên cam nghe. Hai viên này nằm hơi nghịch nghịch một chút nè. Còn viên cam với viên đỏ. Trên đường cu vi luôn. Khó không? Trên đường skill chứ. Đây. Viên cam này. Với viên đỏ này. Bắt đầu suy nghĩ nè. Có thể 5 phút á. Bởi vì nó khó mà. Viên cam. Viên đỏ. Đẩy cô Quy lên đây. Đẩy cô Quy lên đây. Bây giờ phải dời nó rồi các bạn ơi.
Rồi, để chút xíu mình suy nghĩ, mình tiếp tục nhớ nha. Viên đỏ, viên cam nằm đây, còn hai viên. Giữ cái này thành quả. Ok, chúng ta tiếp tục. Mình rất thích những cái trường hợp này các bạn. Để như mình giải Riedel vậy đó. Xuất hiện đầy đủ 3DT mình rất là thích. Để các bạn nhìn cái 3DT để làm cho nó thuận lợi. Còn lại một viên đỏ với viên cam thai nằm ở cái tư thế rất là kỳ. Rồi, suy nghĩ không? Mình thì đầu nó cũng bị ngu ngu hồi nãy. Bây giờ viên đỏ này nó sẽ xuống cái viên cam. Viên cam này sẽ đệm một viên cam ở dưới, nằm dưới này. Viên cam xuống dưới để đệm một viên cam, và viên cam nhảy lên đây là đúng. Bây giờ mình đệm viên cam này trước nha, tìm. Đây không có, đây không có. Đây, viên cam bây giờ mình đệm vô nè. Ghi giấy trả lại nha. Mình thì mình nhớ hên xui. Đây. Đó, viên cam nó xuống đây. Nó cũng bằng đây luôn, nó cũng giống. Viên cam này nó sẽ nhảy lên đây. Rồi. Bây giờ cái thế này thì là không được. Mình móc cái thằng đỏ này qua bên này. Bắt đầu mình tạo thế ở trên. Đây. Ở đây. Xoay nó lên lại. Nhớ nha. Một chút xíu làm xong. Phải xoay cái này xuống. Rồi trả đường kêu này rồi mới trả cái đường kêu dưới. Nhớ nha. Rất là mệt nha. Quên một cái banh chành ra tùm lum. Nhưng mà không sao. Banh chành ra làm lại. Càng tốt. Để mình biết mình thực tập. Đỏ xuống đây. Đúng. Cam xuống đây. Đúng. Cam lên đây. Đúng. Anh thấy không? Thử nha. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây khu vi. Hồi nãy làm bên này, giờ làm ngược lại. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Xây khu vi. Mình bắt đầu nè. Trở về nè. Trên đây. Trở về trước. Trả cái kêu này trắng đỏ về. Mình xây đây. Úp xuống. Bên này úp ra. Giờ úp ngược lại lại. Rồi. Ở đây. Trả về. Bên xui. Bùm. Ok. Xong. À, chỉnh lại cho nó đẹp. Rồi. Hai cái thao tác này á, kép hai cái viên này với lại những cái viên to này á, thành một cái cụm cạnh giống vậy. Chút xíu nữa mình sẽ giải parity những cái viên gốc. Nếu nó bị á, thì bạn cầm bạn bẻ lại, càng bạn làm y chang giống vậy, sửa lại. Rồi tiếp tục giải chừng nào mà khi mà nó những bốn cái viên gốc này đúng vị trí hết thì ok. Rồi. Bạn kiểm tra lại không? Cụm cạnh vàng đúng nè. Lật dưới trắng đúng nè. Cam đúng. Xanh đúng. Đỏ đúng. Xanh. Có gì parity, có gì những cái viên cuối đệm này nọ, rồi xây này nọ đó. Thì nó chuyển thế nhiều mặt. Thì cứ suy nghĩ từ từ mà làm. Đừng có vội mình làm hư uổng. Từ từ mình sẽ tập được cái óc mình, trí não mình chơi tu bích. Tập trí não mà. Cứ từ từ. Tập óc quan sát. Tập ống trầm, tập cái tính trầm tĩnh. Cứ từ từ mà làm. Sáng làm được thì chiều làm. Chiều làm được mai. À. Mình nãy làm cũng cái đầu mình nó bị rối. Cái mình cũng suy nghĩ không ra. Ngồi suy nghĩ chút xíu. Rồi. Chút nữa chúng ta tiếp tục. À, sau khi làm những cụm cảnh này xong á. Các bạn làm như Kubi. Mình rút ngắn clip lại không. Làm như Betalight. Làm bốn cái góc này. Một trắng. Không. Sau đó làm. Đây bạn nhìn không. Rồi sau đó làm bốn góc một vàng. Thì cái Rubik này nó có một cái trường hợp là parity
Nếu bà để cuối cùng giải thì rất là cực. Mình xếp lại góc để mình coi lại, coi góc này nó bị ngược. Thì y như là dino, các bạn coi số clip dino của mình á, thì chỉnh thì trang vậy, xoay nó lên. Này. Mặt vàng này xoay lên. Thì cái rubik này á, lúc đầu mình vô mình không có biết cái màu nào nó nằm ở đâu đấy. Nó không có tâm, nó không có trụ gì hết trơn á. Đầu tiên vô mình làm góc này nó cũng như không vậy đó. Mình xây QQ, mình xây Q nó cũng văng ra hết các góc này, nó chạy tút xua hết trơn. Tới giai đoạn này ổn rồi nè. Thì cái mặt đỏ nằm bên này. Mặt xanh nằm bên này. Đấy không? Là mặt xanh lại. Là mặt đỏ lại. Ví dụ mặt xanh, dạng xanh lên bên này thì mình kiếm cái dạng xanh. Mình búa vô một cái là nó vô hàng. Nó cũng không có nổi mà căng thẳng lắm đâu các bạn. Mình xếp vô đây lại dạng xanh. Rồi xếp bên đây lại dạng đỏ. Rồi xếp này lại. Rồi lấy cái viên bự này có nào bị xé đi mình xếp lại. Thao tác y vậy. Hoặc là các bạn xếp hai viên này trước. Các bạn chỉnh góc rồi sau bạn lèn mấy cái viên này vô. Rồi bạn coi lại có nó bị không. Rồi. Dễ không? Đó, rất là dễ. Không có gì. Một cái body nhỏ nhưng mà làm mất công làm lại thôi. Nhưng mà các bạn làm cho nó quen không có gì chứ. Này. Trường hợp thứ hai các bạn thấy mà mình làm chơi Rubik mà nhiều khi cái body nó không có gì. Chỉ là sắp xếp lại thôi. Nó không có gì đặc biệt hết trơn á. Thì mình nắm cái góc này mình xoay lại. Góc này xoay được. Rồi từ từ bạn sẽ xử lý cái body này sau. Sau này chơi gặp gặp cái body trường hợp này mình xử lý lại. Góc này cầm này không? Xoay nó vô. Đây. Góc này xoay được nha. Chơi Rubik chẳng ai cấm cho góc xoay góc này, mình chơi cho mình mà. Xoay lên. Xong rồi đó. Gọn ghẽ đâu đó, trật tự. Rồi sau đó xếp lại thôi. Rồi, tiếp ngắn nào, còn này chỗ này nó ngắn. Thì từ từ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp tục những cái gì khó khăn. Tới đây là bạn chơi tới đây là bạn cũng giỏi lắm rồi đó. Rồi. Tiếp tục. Mình xếp những cái viên này lại. Viên trắng này, viên vàng này xếp lại cho nó cùng chỗ. Thấy không? Bây giờ trắng nè, nằm đây. Viên trắng này. Hai viên này nó vô nó hợp nhau nè. Nó chỗ này nó dễ các bạn. Lên đây. Vô. Tìm một viên rác nằm bên này. Đối diện qua. Bên nằm đây, bên đây. Nằm chỗ này, bên này không? Đổi hai cái chỗ đó bằng QV. Bằng dino ở bằng vectorline đổi qua trả đường kêu về ngay chỗ đó các bạn đưa qua đây các bạn trả nên nó giống đúng thêm hai viên này cũng được nhưng mà các bạn nên làm từng viên á cái này QV mình dạy chỉ rất là nhiều đổi viên vàng này với lại viên cam này đẩy lên một bên chuyển qua thôi QV mà cái nào cũng y như cái nào. Đây, vàng, cam. Này cũng y vậy. Sau đó các bạn tiếp tục. Xanh, đây. Xanh nạp đây, bên đây để kiếm viên rác để vô. Rác đây. Mình nạp hai viên này nghe. Viên này đập sau. Để viên xanh này lên. Để lên. Rồi. Trả đường kêu về tiếp tục cam trắng trắng cái này làm được nè đổi cái này qua đây chỗ này dễ các bạn trắng đây nói lên đây trắng nhỏ này nói trắng lớn này bên đây viên rác ok nói lại. Rồi, tiếp tục trắng bằng bấm như này bằng kìm không viên này cũng được nè đổi vào đây đổi đây viên khác cứ từ từ tìm tiếp tục viên cam này viên xanh
nói viên xanh này với viên xanh này y vậy, viên rác để viên rác lên. Lúc đầu thì khỏi chuẩn bị rác đi, từ từ thì nếu mà nó kẹt thì các bạn thôi đừng kêu lại, rồi bạn kiếm rác bỏ vô. Đấy. À, viên xanh. Đây, còn đổi viên này qua đây thì hợp viên xanh này. Câu này dễ các bạn, không có gì. Đây, bên đây có rác không? Không. Đây rác này. Để cái xanh này lên. Đẩy viên rác này qua. Giả đừng kêu về. Dễ ồn. Câu này là nhẹ nhàng luôn á. Dướng ha. Tư quá quay phim nó cũng kẹt cho người quay phim. Cam. Đây nè. Đây có rác không? Có. Đưa lên. Nói vô. Đẩy cái rác qua. Chả đừng kêu về. Đỏ. Nó hai bên ngoài nha. Xanh. Tìm theo cái này nữa bạn. Đây, xanh này. Đổi viên xanh này qua này là nói được cái viên xanh trên. Đổi này qua không? Đây có rác không? Đây. Các bạn chơi cục này các bạn phải chơi beta line rất là rành rồi các bạn mới dám chơi cục này nha. Ham ham cái làm chơi bấy cho tùm lum hết á. Tại vì cu vi mình chưa biết đổi viên, rồi mình chưa biết đảo viên, mình chưa biết làm góc nữa thì thôi từ từ. Chưa học lớp 1 mà đòi học lớp 5 thì khó dữ lắm. Trừ khi thần đồng. Nhưng mà nói vậy chứ mình cũng chơi vượt cấp hoài mà. Mình chơi thích chơi cũng khó lắm. Nó đã rồi mình ráng cục khó, mình biết luôn cục dễ. Mình trùm cho chơi vượt cấp. Trắng. Viên này. Đẩy qua đây. Nếu mà đẩy viên này qua đây thì họp đẩy lên đây được nè. Được viên trắng qua. Đẩy viên trắng lên. Nạp vô đây. Ở đây có rác không? Hết rác rồi không? Còn một số viên rác đó. Nhớ trắng chỗ này nha. Đổi viên này qua đây là thành thành rác. Né viên này qua. Rồi, rác đây. Nói lên. Nói này không. Đổi viên rác này qua. Trả khu vi về. Trả kêu về. Rồi, viên xanh, viên đỏ. Một cái viên đỏ nữa. Viên đỏ nằm đây. Đây, thế qua này. Hai viên liền kề, ruby rất là nhanh. Nói đỏ, rác có chưa? Nói đỏ không có rác. Đây, đưa viên này qua đây là thành rác này. Nhưng mà né cái này ra. Mình thích cục này lắm ạ. Mình chơi rất là rành. Rất là lâu rồi. Cũng mấy năm rồi. Từ khi nó ra đời là mình đã chơi, nên mình đã nghiên cứu nó đây. Đổi rác qua. Trả viên này về. Rồi kiếm một viên xanh nữa. Đây,
viên xanh lá với viên này nó đáp được. Có rác không? Này, 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 không có. Coi còn không? Còn một viên xanh nữa các bạn. Viên qua đây. Còn một viên xanh nữa. Đây, rác nằm đây. Rác này. Mình đưa viên này qua đây thành rác. Trả xanh này về. Rác không? Đưa xanh này lên nói. Chút nó sai, chút xíu nữa nó có những cái trường hợp, những viên cuối mình cũng điểm vậy. Dễ ồn mà các bạn ơi. Nhiều người, nhiều bạn chơi Rubik hay hay bị tâm lý. Đấy, còn hai viên sao điểm là xong. Vàng cam. Viên cam nói lên. Nè, còn có hai viên không? Hai cặp. Bây giờ viên cam này nói lên đây. Không. Mình trả viên rác thì về về là viên vàng á. Thì nó trả viên vàng về đúng luôn hai cái viên vàng dưới này luôn. Mình tìm viên vàng để đây. Đây, đây. Không có. Mình đổi hai viên vàng này. Rồi, tìm lại chỗ hồi nãy. Viên vàng này nói vô thì cái viên vàng nằm chỗ này. Đổi lần lượt nữa. Cứ từ từ đổi các bạn, không sao. Thấy không? Viên vàng này ấy nói viên cam chứ. Viên vàng này nói viên vàng này thì phải trả cái viên cam về. Còn viên cuối nó hơi lu bu ha. Này trả viên cam. Trả viên cam. Để đây viên cam. Đây. Đây. Đổi hai viên cam này. Nó bị xây xây mặt thì mình nhìn không ra thôi chứ các bạn không có gì. Bên đây. Bên đây. Mình tìm lại hai viên kia. Kỳ vậy ta. Mình rối chỗ này ha. Viên vàng để đây. Đổi hai viên vàng này. Cẩn thận nè. Rất là cẩn thận nè. Không có lu bu như hồi nãy. Viên vàng. Trả mày lên. Nhìn lại. Rồi đúng rồi đó. Nói hai viên cam qua. Nhiều khi này làm Rubik mà nói chuyện tào lao, nhiều khi nó sai tùm lum hết đấy. Mình thích nói vui này, đúng luôn. À, đúng hết rồi các bạn. Rồi mình cắt cái clip này để mình làm khúc sau cho nó an toàn. Ok, bây giờ mình đổi những cái viên này nó dễ. Như này mình chỉ mấy lần này không. Tìm có viên nào đây, xanh. Xanh cam cũng được. Đỏ. Đây. Đỏ ở dưới đây có đỏ nè, đưa lên. Đổi viên đỏ qua đây, đổi từng viên nghe, không có gì phải vội. Đây. Viên đỏ đổi lên đây. Xuống. Đầu clip mình có chỉ cái này đấy. Đi qua đây. Trả về.
Rồi. Viên xanh, tìm viên xanh. Viên trắng, cứ tìm từ từ. Đây. Hai viên trắng nè, giờ đổi cái nhóm này qua đây. Rồi, hai viên này đổi với nhau. Xanh lá, xanh dương hoặc xanh lá. Đây, xanh lá đây, xanh dương đây. Đây nè, đổi gì này qua đây. Không, để hai viên gần nhau này không. Ê, lộn rồi. Sao, làm lại. Đỏ. Đỏ, đổi lại cái đỏ. Xanh dương. Đổi hai viên này. Đổi viên này qua đây. Này. Đổi từng viên nha, đừng có suy nghĩ đổi hai viên rồi chuyển thế rồi. Tùm lum mất công lắm. Trong khi các bạn suy nghĩ là mình làm xong mấy viên rồi đấy. Viên này các bạn giỏi rồi, bạn muốn thao tác gì thì thao tác, còn này nó đâu có gì đâu rồi. Em muốn lửa chi mệt. Rồi, viên xanh này đổi viên xanh này được nè, đổi cái này qua đây. Nhưng mà né cái này qua. Mình làm luôn cái này cho bạn hết luôn, xong rồi mình nói với Betalain chút xíu, xong là xong đó. Rồi mình tóm tắt là mình nói Betalain không. Đỏ. Hai giờ này đổi được này không? Rồi lại. Hãng F8 nào cũng vậy các bạn, sản phẩm nào cũng vậy. Cái thứ nhất là sticker rất là tệ, cái thứ hai là do phát minh nhiều quá, thành ra nhiều khi nó thấy Rubik nhiều khi nó dễ dăng cả lắm. Còn lại viên xanh này với viên cam này, còn một viên nữa. Đây, đó là viên này. Còn một viên xanh này với viên đỏ, hai viên này không? Hai viên nằm gần nhau nè. Đổi viên này qua đây. Xong rồi đổi viên này qua đây. Chứ kêu giờ viên này đi. Lên. Giờ viên này qua đây. Kéo xuống lại. Coi nó ra sao. Rồi, xong.
Rồi. Butterline. Dễ y chang. Không có gì rắc rối. Không. À, tổng kết lại thì các bạn coi clip, coi cái thao tác của mình, ghi lại công thức, nó nhiều công đoạn. Giải lẫm chỏm, giải không lẫm chỏm. Giải butterline cái này rất là dễ, không có gì phải giải hết trơn á, mất công dữ lắm. Đấy. Còn nếu các bạn cảm thấy cần mình coi mình giải làm chi cho nó mệt, các bạn tự giải cũng được. Nên mình sẵn mình nói chuyện mình giải luôn cho các bạn, chứ thật sự butterline có gì đâu giải. Bao nhiêu năm chơi butterline rồi mà giờ đồ chơi cục này mà không giải được nữa thì buồn dữ lắm à. Đó vậy đó. Không. Cục này mình chơi cũng gần rất là lâu các bạn. Chắc cũng hơn chục năm không chừng. Đổi gì này qua đây. Ừ. Coi sao. Sao? Nó vậy đó. Nó bắt đầu nó hơi khó khó chút rồi đấy. Nhưng mà có khó gì đâu. Đổi qua đây, đổi qua đây. Xong. Rồi ngược vậy làm sao móc ra thôi. Khỏi móc cũng được, đem góc tới xây cũng được. Này, mở xong mặt trắng, lèn hai cái này vô. Rồi không có gì để nói. À, mình chỉ chia sẻ về cái này thêm một chút xíu á, là trên cục này nó có cục tin. À, nó cắt cái đường này ra luôn. Mình có review trong cái dòng Kuvi á. Thì các bạn chơi cục đó đó thì toàn bộ công đoạn giải mà bằng bằng vậy nè. Nó thành khối rồi thì y gì, nó chỉ nói lại thôi, nói thì nó đơn giản, bữa nào mình sẵn mình review kỹ nó. Nhưng mà khi bạn bắt đầu bạn chơi cục đó đó thì bạn cẩn thận, rất là dễ dằn các viên ra, các viên nó cắt rất là kỹ, rất là dễ dằn. Bạn lỡ xé lên bồ thì nó dằn ra tùm lum. À, cái thứ hai nữa đó là bạn chơi cục này bạn đừng có nên phá nhiều, lúc đầu phá sơ sơ thôi, cho động tác các bạn đâu 7-8 động tác đó, từ giải lẫm chỏm cho tới giải cái này thì động tác nào mới rành. Các bạn cứ ham ham phá nhiều quá, tức là động tác không thuần thục rồi mình sẽ rối, mình rất nhức đầu gì nữa, nhức đầu không có đáng. Nói vậy đó, thí dụ mới biết chạy xe máy thì chen vô có chỗ đông người chi, kẹt trong đó rồi tùm lum chuyện nữa. Mới biết chạy xe hơi mà xách chiếc xe chui vô hẻm làm gì, mà trong đó vừa một chiếc hai chiếc xe hơi lách nhau cũng khó, rồi đụng nhau rồi hư xe thì tốn cả mấy chục triệu sửa xe làm chi. Cứ chạy bình thường ở ngoài đường trường trước đi rồi từ từ tính vậy đó. Cục này cũng vậy, khi các bạn rem bồ cục này cẩn thận chút xíu, rem bồ ít thôi, giống như bữa mình rem bồ giờ là cũng hơi ít á. À, cục này mà mình rem bồ các bạn nhìn thấy khủng khiếp lắm. Vậy đó. Cứ ngắt chờ rồi mình chơi nó cũng 5-6 lần rồi mà. Cái thứ ba nữa đó là nó có cái parity, cũng đừng có buồn, parity gặp bình thường xếp lại. À, nếu cần các bạn xếp hai viên thì thôi. Rồi giải cắt góc coi nó bị parity không, thấy bực mình quá nắm dặn vô luôn cho rồi vậy đó. Ừ. Rồi sau đó lại giải cái này. À, cục này rất là hay, kêu bài cốp cho lớp rất là hay. Cảm ơn các bạn đã xem, cảm ơn rất là nhiều nha. Chúc có thành công các thao tác mình làm hết trơn rồi. Rồi cứ từ từ mà làm, không có gì vội, rất là dễ bị bung ra nha. Chơi giờ bung ra tùm lum nó mất công xếp vô rất là cực, nên ra rembo ít ít thôi, và chơi chừng 2-3 lần bắt đầu rembo kỹ nặng hơn một chút xíu. Rồi cảm ơn các bạn đã xem. Thank you for watching. Good luck.